bóng đá Hà Nội và câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị lãnh đạo đại biểu. Xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Quang Hiển, ông Đỗ Quang Hiển, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Hà Nội TNT. Ông Nguyễn Hồng Sơn, phó trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022. Toàn thể quý vị cùng nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng ra sân ạ. Cảm ơn các bạn.